Thông thường rau má chỉ được trồng lan dưới đất, năng suất hiệu quả kinh tế không cao. Còn ở khu vườn này, loại rau dại đã được lên các dàn hình chữ A với 8 tầng, cao 2 mét và trồng theo phương pháp thủy canh. Anh Võ Thanh Bèo phải mất đến 2 năm để thuần giống rau má bản địa trong môi trường phát triển mới, cũng như nghiên cứu thành công dung dịch thủy canh giúp cây phát triển tối đa. Với việc đầu tư theo hệ thống thủy canh và trồng theo dàn như thế này thì năng suất tăng lên vượt trội. Chẳng hạn chỉ với một mặt của dàn này thôi thì có thể thu hoạch đến 100 kg rau má. Ít tốn cái nhân công nhiều hơn so với mình trồng dưới đất. Thứ hai, khi mình thu hoạch là mình sẽ không có lẫn lộn những cái cây cỏ tạp này kia nó nằm ở trong cây rau mình. Hầu như trồng thủy canh là mình quản lý được dịch bệnh rồi cỏ dại này kia trên vàng đó. Nhờ trồng trên vàng, diện tích canh tác tăng gấp 10 lần, tương đương 7.000 m2. Cùng với đó, hệ thống màn phiên khép kín sẽ giúp lan tỏa ánh sáng, tạo điều kiện cho cây rau má phát triển. Ở khu vườn này thì hệ thống thủy canh, tưới phun cũng được vận hành tự động, tiết kiệm nhân công. Hệ thống chạy tự động hết, hẹn theo giờ. Ví dụ chạy thì tầm khoảng 3 đến 4 tiếng thì nó sẽ ngắt giờ, nghỉ khoảng 2 tiếng. Là mình cứ chia nó ra, ví dụ đây mình có 8 vàng thì mình chia nó ra là làm 3. Là 3 cái hệ thống lớn thì chạy cho 3 cái máy. Thì trong đó ở một cái hệ thống nghỉ thì hai cái hệ thống còn lại nó chạy. Do rau má phát triển tốt, năng suất cao nên mỗi ngày có thể thu hoạch đến 100 kg. Ngoài việc bán rau tươi với giá dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký, anh Bèo còn đầu tư hệ thống lò sấy lạnh để chế biến bột rau má từ lá và dây. Trung bình 100 kg rau má tươi sẽ cho ra 6 kg bột với trị giá khoảng 1,8 triệu đồng một ký. Mình chế biến thì cái thời gian bảo quản được lâu hơn. Khi như vậy thì mình có thể mình chuyển tới khách hàng á. Chuyển tới tay khách hàng thì sẽ được lâu hơn khi mình bán sản phẩm tươi. Hiện các sản phẩm chế biến từ cây rau má đã được đánh giá ô cốp 3 sao, tiến tới 4 sao. Đây là điều kiện thuận lợi để tiến sâu vào các kênh phân phối như siêu thị, cửa hàng nông sản sạch và xa hơn là xuất khẩu.